Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự 20 giờ của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online. Bản tin hôm nay thứ năm, ngày 21 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 7 tháng 8 năm Quý Mão, sẽ có những hoạt động Phật sự nổi bật sau đây. Hưng Yên khởi công xây dựng trụ sở Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Hải Phòng công bố quyết định chuẩn y nhân sự và ra mắt phân ban ni giới nhiệm kỳ 2022-2027. Bà Rịa Vũng Tàu, thường trực Ban trị sự tỉnh họp bàn công tác tổ chức Đại giới đàn Minh Nguyệt. Khánh Hòa, giáo đoàn 3 hệ phái Khất Sĩ khai mạc khóa tu giới định tuệ lần thứ 2. Một số hoạt động an sinh xã hội của Tăng Ni Phật tử hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Sau đây kính mời Chư Tôn Đức và quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, sáng nay ngày 21 tháng 9 năm 2023 tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, Phật giáo tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trên khu đất hơn 2.000 m². Chứng minh và tham dự của Hòa Thượng Thích Thành Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương cùng đông đảo Chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử. Trước đây, trụ sở giáo hội tại Chùa Phố, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên với diện tích khiêm tốn, nay đã không còn đáp ứng được nhu cầu hoạt động Phật sự của Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh. Được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền tỉnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp 2.400 m² đất tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên tiếp giáp với Chùa Táo để xây dựng trụ sở. Được biết, công trình xây dựng với quy mô 3 tầng, diện tích xây dựng 55%, tầng 1 gồm tăng xá và các công trình phụ trợ, tầng 2 gồm hội trường, phòng tưởng niệm, phòng làm việc của các ban chuyên ngành, tầng 3 gồm Phật điện, lầu chuông, lầu khách và phòng khách tăng. Dự toán kinh phí công trình là 50 tỷ đồng, hoàn thành vào quý 4 năm 2024. Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Thành Nhiễu tán thán công đức của Chư Tôn Đức Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hưng Yên đã đoàn kết, hòa hợp để khởi công xây dựng công trình có ý nghĩa trọng đại này, góp phần đào tạo tăng tài cho Phật giáo tỉnh Hưng Yên nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung. Hòa Thượng cũng kêu gọi Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử xa gần vì tiền đồ Phật Pháp phát tâm ủng hộ tài chính để công trình xây dựng sớm được thành tựu. Cuối buổi lễ, Chư Tôn Đức và đại biểu thực hiện nghi thức động thổ, khởi công xây dựng trong niềm hân hoan của toàn thể đại chúng. Chiều ngày 20 tháng 9 năm 2023, tại chùa Nam Hải, trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, Phân ban ni giới Phật giáo thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 và công bố quyết định ra mắt nhân sự Phân ban ni giới thành phố nhiệm kỳ 2022-2027. Hội nghị dưới sự chứng minh tối cao của Hòa Thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Ban Tăng sự Trung ương, Trưởng Ban Trị sự, kiêm Trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, Thường trực Ban trị sự, Chư Tôn Đức trên toàn thành phố, lãnh đạo chính quyền các ban ngành thành phố và quận Lê Chân. Trước khi diễn ra hội nghị, Chư Tôn Đức và Phật tử đã dành một phút nhập từ bi quán tưởng niệm chư tiền bối hữu công đã tưởng niệm các nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ, Hà Nội. Phát biểu khai mạc, Ni sư Thích Đàm Kiên khái quát sự hình thành và phát triển của Ni đoàn từ thời Đức Phật, khẳng định những đóng góp của Chư Tôn Đức Ni trong việc xây dựng và phát triển ngôi nhà chung của giáo hội. Theo báo cáo nhiệm kỳ 2017-2022, do Ni sư Thích Tâm Chính trình bày, thành phố Hải Phòng có 298 ngôi chùa do Chư Ni trụ trì và kiêm nhiệm trụ trì, 302 vị tỷ khiêu ni và 13 vị sa di ni. Trong những năm vừa qua, Ni chúng Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể về các mặt như tăng sự, giáo dục, hoằng pháp, nghi lễ, từ thiện xã hội. Nhiệm kỳ tới, phân ban sẽ tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức, phân công trách nhiệm cho từng bộ phận chuyên trách, chú trọng đào tạo sư phạm cho đội ngũ giảng viên trong ngành giáo dục, mở các lớp bồi dưỡng giới luật, nghiệp vụ trụ trì. Tại hội nghị, Ban trị sự đã đọc quyết định chuẩn y nhân sự phân ban ni giới thành phố nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 50 vị, ban chứng minh có 12 vị, 38 thành viên, trong đó có 16 thành viên là ủy viên thường trực do Ni sư Thích Đàm Kiên làm trưởng phân ban.
phân ban nguyện đoàn kết phát huy năng lực của từng thành viên, đem hết thân tâm phụng sự đạo pháp, làm lợi lạc quần sinh, noi theo hạnh nguyện hóa đạo vô cầu của Đức Kiều Đàm Di Mổ, hoàn thành sứ mệnh mà Giáo hội Đảm giao phó. Hòa thượng Thích Quảng Tùng đã ban đạo từ 8 tháng công đức, chúc mừng chư tôn đức ni trong nhiệm kỳ vừa qua đã đạt được những thành tựu đáng kể về mọi mặt. Hòa thượng mong rằng ni giới thành phố sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và hoàn thành tốt phương hướng hoạt động đã đề ra trong nhiệm kỳ tới. Thưa quý vị, sáng qua ngày 20 tháng 9 năm 2023, tại Trường Hạ, Chùa Đại Thành, trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng trị sự đã triển khai Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ 7 đến chư hành giả toàn tỉnh. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2567 của Phật giáo tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã phổ biến những nội dung của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ 7, quy chế hoạt động của Ban Tăng sự Trung ương cùng thông tư số 04 của Bộ Tài chính về quản lý thu chi tiền công đức. Theo đó, Hiến chương sửa đổi lần thứ 7 được thông qua bao gồm 14 chương, trong đó có lời nói đầu và 87 điều. So với Hiến chương cũ thì Hiến chương sửa đổi lần thứ 7 nhiều hơn một chương và 16 điều, đáp ứng các yêu cầu thực tế và hoàn cảnh phát triển của xã hội. Hiến chương sửa đổi lần thứ 7 được xây dựng trên cơ sở kế thừa những ưu việt của hiến chương trước đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đồng bào Phật tử quản lý tăng ni tự viện theo đúng chính pháp. Dịp này, Thượng tọa cũng đã dành thời gian giải đáp những thắc mắc, giúp chư tôn đức nắm rõ hơn hiến chương giáo hội áp dụng vào việc quản lý tăng ni tự viện được chặt chẽ, hiệu quả hơn. Thưa quý vị, để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại Giới Đàn Minh Nguyệt, sáng qua ngày 20 tháng 9 năm 2023, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có phiên họp dưới sự chủ tọa của Hòa thượng Thích Huệ Trí, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự tỉnh tại Văn phòng Ban trị sự tỉnh, Chùa Từ Quang, phường 2, thành phố Vũng Tàu để rà soát lại một số nội dung quan trọng cần ý kiến đồng lòng của tập thể. Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Trưởng Ban trị sự, Trưởng Ban tổ chức Đại Giới Đàn yêu cầu Ban thư ký trình bày kế hoạch đã được thống nhất trong những phiên họp trước để Thường trực Ban trị sự tỉnh xem xét lần cuối trước khi tổ chức các phiên họp với các tiểu ban nhằm phân công, phân nhiệm cụ thể. Thay mặt Ban thư ký, Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó thư ký Chánh văn phòng Ban trị sự tỉnh trình bày về công tác tổ chức, chương trình cụ thể từng ngày khi Đại Giới Đàn diễn ra, số lượng hồ sơ giới tử, một số thay đổi nhân sự khi đã có sự thống nhất của các trưởng tiểu ban, dự kiến lịch họp của từng tiểu ban dưới sự chủ trì của Thường trực Ban trị sự và Ban tổ chức. Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự tỉnh trong vai trò trưởng tiểu ban thỉnh sư đã trình lên chư tôn đức một số đề nghị thay đổi trong lịch trình cung thỉnh chư tôn đức về đảm nhận vai trò trong hội đồng thập sư sao cho phù hợp với Phật sự chung. Phiên họp được nhận nhiều sự đóng góp của các thành viên tham dự và đã thống nhất chung tất cả những thay đổi một số chi tiết sao cho phù hợp với công việc từng tiểu ban và đảm bảo kết quả cao nhất. Dự kiến các tiểu bang sẽ được triệu tập chung khi có sự liên thông công việc giữa các tiểu bang. Hội đồng giám khảo sẽ họp trước tiên vào ngày 23 tháng 9 năm 2023 để thống nhất các câu hỏi cho hai phần thi trắc nghiệm và tự luận để giới tử có thời gian ôn thi nhằm đạt được kết quả cao nhất. Thường trực Ban trị sự tỉnh cũng chỉ đạo tiểu ban quản giới tử và các tiểu ban liên quan làm việc từ ngày 8 tháng 11 năm 2023 để giúp đỡ sao cho giới tử được an tâm và thoải mái khi nhập giới trường. Cũng nhân phiên họp này, Thường trực Ban trị sự đã có ý kiến giải quyết dứt điểm một số Phật sự tồn động thời gian vừa qua. Để tri ân và nhớ nghĩ đến công đức khai lập hệ phái khất sĩ Việt Nam của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, sáng ngày 20 tháng 9 năm 2023, tại tỉnh xá Ngọc Vạn, Vạn Ninh, Khánh Hòa, giáo đoàn 3 hệ phái khất sĩ đã khai mạc khóa tu giới định tuệ lần thứ 2 dành cho chư tôn đức tăng ni hệ phái. Quang lâm chứng minh và tham dự lễ khai mạc có chư tôn giáo phẩm hệ phái, chư tôn đức tăng ni cùng sự tham dự của hơn 100 hành giả. Khóa tu truyền thống giáo đoàn 3 nhằm giúp cho chư tôn đức tỳ kheo ni có thêm điều kiện tiếp cận giáo lý của Đức Phật, rèn luyện sự tu học một cách thuận lợi nhất để tăng tiến trên con đường tu học, tầm cầu sự giải thoát mà Đức Bổn Sư cũng như Tổ sư Minh Đăng Quang đã chỉ dạy.
Thượng tọa Giác Nhường, Phó Thư ký Giáo đoàn 3 đã đại diện cho Ban Thư ký Khóa Tu, Cung an Chức sự, Cung an Giáo Thọ Sư, công bố số lượng hành giả về tu tập triển khai nội quy và thời khóa tu tập. Đạo từ tại lễ khai mạc, Hòa Thượng Giác Hùng đã có lời chứng minh và tán thán đến các hành giả và toàn thể thiện nam tín nữ tham dự. Hòa Thượng cho rằng, chư Tôn Đức Tăng Ni phải nhớ nghĩ đến ơn nghĩa sinh thành của cha và mẹ, đặc biệt là ơn đức của tổ thầy. Đối với Phật tử tại gia cần chung tay đoàn kết hộ trì Tam Bảo, riêng giới xuất gia phải tập trung tu học, phát triển đạo Pháp giúp Tam Bảo ngày càng bền vững. Được biết khóa tu diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 2023, với nội dung bồi dưỡng các kinh nghiệm tu tập, làm đạo và truyền đạt những lối sống tu học theo truyền thống của hệ phái Khất Sĩ. Xin được chuyển sang những hoạt động an sinh xã hội. Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 9 năm 2023, tại trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Bon Điên Đô, xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Đắk Nông, Ban trị sự Phật giáo huyện Tuy Đức, Đoàn Từ thiện Tổ đình Phước Viên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cùng với lãnh đạo xã và nhà trường tổ chức lễ bàn giao công trình phòng học, nhà ăn, nhà bếp với tổng mức kinh phí tài trợ hơn 400 triệu đồng. Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông, Thượng tọa Thích Chiếu Ý, Phó Trưởng Ban trị sự, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Thánh Văn, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Tuy Đức, Thượng tọa Thích Nguyên Đức, Chứng minh Phật sự Tổ đình Phước Viên, Đại đức Thích Quảng Duy, trụ trì Tổ đình Phước Viên, Chư Tôn Đức Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Ban trị sự Phật giáo huyện Tuy Đức, quý nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân tại Tổ đình Phước Viên, Đồng Nai. Đây là công trình an sinh ý nghĩa do Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Đắk Nông hỗ trợ kết nối quý Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước giúp đỡ, nhằm chắp cánh cho những ước mơ, những mầm xanh hy vọng của tương lai, nơi vùng sâu, vùng xa, thiếu thốn mọi điều kiện về cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập, rèn luyện, đảm bảo tốt nhất cho các em học sinh ở vùng sâu nơi biên giới khó khăn, góp phần chung tay chăm lo hỗ trợ cho các em học sinh được học tập tốt hơn. Sáng nay ngày 20 tháng 9 năm 2023, chùa Vạn Đức, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng Trung tâm Hiến máu nhân đạo thành phố tổ chức ngày hội hiến máu cứu người hành Bồ Tát đạo. Thực tế từ nhiều năm nay, ngân hàng máu tại các bệnh viện luôn trong tình trạng thiếu hụt, khan hiếm trầm trọng. Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền thành phố, chùa Vạn Đức trong nhiều năm qua đã có nhiều nỗ lực nhằm tiếp thêm nguồn máu đang thiếu hụt này. Buổi hiến máu thu hút đông đảo chư tăng ni, Phật tử, tình nguyện viên đăng ký, thu về hàng trăm đơn vị máu, góp phần bổ sung vào ngân hàng máu, phục vụ cho công tác điều trị, cứu chữa người bệnh của các bệnh viện. Hôm nay chương trình hiến máu thì cô cảm xúc của cô rất là vui khi được hiến một người làm một chút việc gì đó nhỏ nho thôi, nhưng mà cô cảm thấy rất là vui trong lòng. Tại vì ở ngoài xã hội rất là nhiều những cái hoàn cảnh, nên cô cũng phát tâm một chút xíu. Theo nhà Phật thì thể hiện một tấm lòng từ bi, hỷ xả, để mà mình làm những cái việc để mà mình đem tốt đạo đẹp đời. Thì tôi đã hiến máu rất là nhiều lần, từ đây là lần thứ 16 rồi. Và thì đây cũng là lần đầu tiên mà tôi hiến máu ở trong một cái không gian là ở chùa. Trước đây thì hay hiến máu ở các cái trung tâm, các ủy ban. Thì hiến máu ở chùa thì nó có nhiều ý nghĩa hơn. Nó vừa đến một cái nơi mà chúng ta thấy tâm linh nó tốt hơn. Và thì tôi lại thấy cái ý nghĩa nó sẽ nhân đôi lên. Hàng năm thì Hội Chữ Thập Đỏ phường Tam Phú có phối hợp với chùa Vạn Đức tại địa chỉ 502 Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, vận động người dân trên địa bàn cũng như là các Phật tử tham gia các khóa tu tập tại chùa, tham gia hiến máu tình nguyện cứu người với mục đích nhân văn cao cả, đó là một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Hiến máu nhân đạo là một trong những nghĩa cử cao đẹp mang đậm giá trị nhân văn. Chỉ cần hiến một phần máu của mình, chúng ta đã cứu sống rất nhiều người trước nguy cơ mất đi người thân, bạn bè. Thông qua đó, hành Bồ Tát Đạo lan tỏa giáo lý từ bi, yêu thương chúng sanh của Đạo Phật. Mỗi giọt máu cho đi không chỉ đơn thuần là liều thuốc cứu người, mà còn kết tinh tấm lòng yêu thương, chia sẻ và tiếp thêm sự sống cho người bệnh. Hoạt động hiến máu nhân đạo rất cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp và trao hy vọng sự sống cho những người bệnh.
Đó là hành trình mang theo tình yêu thương của con người, góp phần làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa hơn. Nhằm đem lại niềm vui, sự sẻ chia theo đạo lý nhà Phật, ngày 19 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 5 tháng 8 năm Quý Mão, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã kết nối với những tấm lòng hảo tâm tài trợ, gửi tặng những phần quà hết sức ý nghĩa đến các em nhỏ tại trường Mầm Non 2, huyện Định Hóa và Đồng Hỷ nhân dịp Tết Trung Thu sắp đến. Buổi tặng quà có sự tham gia của Đại Đức Thích Minh Tùng, Ủy viên Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội, Sư cô Thích Nhuận Thủy, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Về phía chính quyền có ông Nguyễn Đức Lực, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Định Hóa, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Ban Tôn giáo tỉnh cùng đơn vị tài trợ chương trình CEO Gia Trang. Đoàn đã trao hơn 1.000 suất quà, mỗi suất quà trị giá gần 700.000 đồng cho các trẻ em ở hai trường mầm non tại huyện Đồng Hỷ, trường mầm non Linh Sơn và Hóa Thượng, hai trường tại huyện Định Hóa, trường mầm non Linh Thông và Tân Thịnh. Tại các điểm trường mà đoàn đến tặng quà Tết Trung Thu đều nhận được rất nhiều tình cảm từ phía các bạn nhỏ, thầy cô và các bậc phụ huynh. Niềm vui của các bạn nhỏ khi được vui đón Tết Trung Thu sớm, khi nhận được sự quan tâm từ phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, đã khiến ngày hôm nay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Trong nhiều năm gần đây, hoạt động chăm sóc các em nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 và Tết Trung Thu đã thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội nói chung và Phật giáo Thái Nguyên nói riêng. Những phần quà Phật giáo tỉnh Thái Nguyên cùng các nhà hảo tâm chính là những ngọn lửa thắp lên tình yêu thương, tâm hồn thiện ái trong mỗi bé, vì một thế hệ trẻ em Việt Nam nhân hậu yêu thương, vì một Tết Trung Thu đoàn viên và trọn vẹn. Cuối chương trình, kính mời quý vị cùng đến với phần tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, bản tin thời sự hôm nay của kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Để góp phần lan tỏa những hoạt động Phật sự, mời quý vị gửi bài cộng tác về địa chỉ email thời sự bso@gmail.com. Kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị thân tâm an lạc, thành tựu mọi Phật sự. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin kỳ sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.